em chào anh Tiên nha. Chào. Thì hôm nay là anh liên hệ với tụi em lại chia sẻ về cái câu chuyện như thế nào, thì bây giờ anh có thể là chia sẻ lại cho anh Tiên. Tại đi mua sinh ta nói giàu mình giàu còn đi mua sinh nữa. Ừ. Đeo vậy, dạng quá dữ rồi. Không gài bên em quay clip cũng nói rất là nhiều về vấn đề này. Dạ. Mà cũng có người ta chửi nữa hả? Ta chửi. Ta chửi, chửi sao? Ta chửi nói ở nhà không ở nhà đeo qua dữ, dạng quá dữ cho vợ nữa. Dạng quá vợ mà một chỉ ít nhiều hơn cần 8 triệu mốt chục ngàn. Ừ. Dạng 24 là 7 triệu 900. Đó. Bây giờ bà già bên đó phải mà dạng. Rồi hôm qua là đó. Bị chửi vậy là anh có buồn không? Không, bình thường. Bình thường nghe, nghe nói là con gái khóc luôn hả? Gái khóc. Trời ơi. Đi hai ngày tả chửi hai ngày. Trời ba ngày ta chửi ba ngày. Bình thường. Vui giờ chó vậy ta thôi chửi gì trời, ta sẽ làm vui mà. Rồi hôm nay giờ ai chửi đâu anh lại tặng vàng luôn. Nó này mới lấy lại tôi cho nè. Ừ. Cho anh cầm giỡn anh coi. Giỡn coi. Đó. Này là mua 20. Vàng mua 20 rồi. Đúng không? Anh em mua 15 ngón à ha. Đó rồi. Anh em mua 30. Ừ. Đó. Kia cho mắc hơn à. Anh em 100 ngàn à. Cái gì có 100 ngàn vậy? Tại vàng giả, vàng giả. Rồi ai cho lại lấy luôn đi. Cho ai lấy lấy đó. Là đội tôi nói đeo vàng rồi. Hồi đó là tôi đeo vàng này nè. Đó. Bây giờ hát rồi. Đó giờ ai nói bỏ vậy? Bữa nào mình đi mua sinh mình cầm theo ai lại nói đó mình cho luôn. Cho luôn. Dạ. Nói đeo vàng thiệt á. Dạ vàng thiệt á. Bây giờ vàng thiệt không à? Bán trăm ngàn thôi. Bán ngàn trăm ngàn. Vàng thiệt không cầm chiếc nhẫn vô coi cái vòng cái cửa hàng là biết liền à. Có tận cửa hàng gì đâu. Bán vàng giả để chơi cho vui mọi người. Nói chung là mấy anh em cũng ngay từ đầu ở trong cái video mấy anh em cũng đã nói là vàng giả rồi. Chứ đâu phải là nó là vàng thiệt đâu. Bà con cô đó người ta chửi mình á. Ta nói mình không cho tiền mình đâu. Người khác cho tiền mình. Đúng rồi, đúng rồi. Chứ người chửi là người không cho. Cho. Nó nói giàu rồi còn đi xin nữa. Nó còn đi xin nữa, mới xin nữa. Dạng nữa quá dữ rồi, cũng phải dạng vậy đó, dạng đâu bây giờ một chỉ gần 8 triệu hơn 8 triệu rồi. Thì ai mua dạng nữa. Đó, đó anh cầm anh đeo lên thử coi nó lấp lánh giống như tiền thiệt không anh đó, đeo qua vừa. Ừ. Đeo qua vừa. Đeo vừa không? Không. Đeo qua giống không? Tao đeo lên đây. Cái nhẫn kìa, cái nhẫn rồi đeo vô nắm tay luôn. Cái cọng này mà ở ngoài chắc có mấy trăm triệu á. Cọng này tính là 2 cây, 2 cây á. Hơn 200 triệu á. Đó. Dạng thiệt á. Đó đó. Cái này là anh để dành bao lâu mà anh mới mua được anh Tiên? Để dành cũng 3 ngày á. 3 ngày mua được rồi. Đi mua sinh được. Cái ngày mà. 3 ngày mua được rồi đó. Được hết gần 200 ngàn rồi. Đó nói vui, nói chung là cái vui với lại là cái kỷ niệm cho hai vợ chồng là chồng đám cưới để cho đẹp thôi mọi người. Chứ đâu phải là anh Tiên giàu gì đâu. Giàu gì người ta. Kiểu như người ta có tấm hình kỷ niệm ngày cưới thôi. Không mặc nữa rồi. Đeo chút nứa thằng bà luôn, ba cái tan nó ra đó. Tiền giờ sợ luôn, nhìn thấy vàng sợ luôn. Thôi lại chửi mà cho tiền cũng được anh Tiên. Ở đây là mấy anh em quay cái video mà anh Tiên tặng vàng cho vợ đó. Đó cũng là một cái ước mơ của anh Tiên. Cái vui. Ước mơ của anh Tiên là vui. Là vui, vui vẻ. Giống như đó là một cái video kỷ niệm của anh Tiên. Giống như là anh ước mơ là sau này anh có tiền anh sẽ mua vàng tặng vợ vậy đó. Nhưng mà chắc chắn là anh sẽ không có làm được cái chuyện đó rồi. Nên là mấy anh em cũng muốn là có một cái video kỷ niệm cho nấy, nhưng mà trong cái video thì mấy anh em cũng đã nói rõ ràng mà vàng này thì đeo nó ngứa nè. Thứ hai nữa là vàng giả cũng nói là vàng giả rồi vàng. Vậy mà cũng có những người mà vào xem mà lại là quy chụp cho anh Tiên nói là có tiền có vàng rồi tại sao lại đi mưu sinh rồi lại chửi rủa ảnh rồi làm cho ảnh buồn. Có nghĩa là người ta không còn hết xem mà không có nghe nội dung á. Thấy đeo vàng cái là vô nói rồi. Nhầm người thấy anh Tiên đeo vàng là người ta lướt qua luôn. Thậm chí là vậy là ghét á. Thật sự trong cái cuộc sống này anh Tiên, cái nghề mà đi mưu sinh này là cái nghề là nói chung là nếu mà gọi thậm tệ hay nữa là cái nghề là dưới đáy xã hội luôn đó. Nhưng mà tại vì mình không có cái việc mình làm gì để mà mình làm nữa nên là mình mới làm cái việc về nghề này. Giàu là không đi đâu. Đúng rồi. Nhưng mà mình bây giờ đi mưu sinh tôi kể nè, đi mưu sinh không phải vậy đó. Nắng mưa, chuột mưa, mắng ta chửi. Ở nhà người ta dơ người ta chửi ra không phải vậy đó, ta cho 2.000, 1.000, 3.000, 4.000 hỏi vợ làm gì đó, hỏi vợ ở nhà làm gì đó. Hỏi vợ có làm phụ không đó, có phụ nữa. Tại vì khán giả anh hỏi sao chị Quyền khỏe mạnh mà chị Quyền không đi làm. Dạ. Chị Quyền lo giữ con rồi sao đi làm được, con nhỏ xíu rồi kìa. Bây giờ tiền mà Hồng Quân cho phải ăn ngày nay hết mười hết đâu.
bây giờ còn con nhỏ tới bệnh 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 bản bệnh bản bị bệnh có tiền đâu đi nhà thương bệnh viện đó. Cái nỗi khổ của ảnh nghe nói mà cũng với anh cãi ra mới hiểu được cái nỗi khổ của ảnh. Đi đi sinh luôn 2 năm nay á, 20 năm nay á, không phải dễ đâu. Dễ là người ta cách nhà thường rồi. Phải dạo đó. Ngày hơn 100-200 à. Lại là tiền xe ôm hết thân nữa. Đồ ăn cho con. Bây giờ có con buổi sáng 50 ngàn, buổi chiều 20 nữa, 70. Mẹ cha không ăn, để dành cho con. Đó. Chiều mua đồ ăn nữa tính hết ngày hơn 100 ngàn đủ tính sơ sơ không nghe tính sơ sơ là hai đứa con không đâu mà vợ chồng không ăn luôn đó là ngày 100 ngàn rồi rồi tiền xe đó ôm 100 nữa còn đi sinh nếu mà ngày nào mà dưới 200 cũng như là ngày đó là không có dư luôn tính là bây giờ có nhà nè bây giờ mình tính là có nhà có wifi vô nữa một tháng wifi 170 tiền nước tháng tiền điện nữa gần 500-600 rồi một tháng tính này không kim là đi dạ. Bây giờ cho dù anh Tiên là có nhà cửa đàng hoàng nhưng mà anh không có nào bỏ cái cuộc sống mưu sinh của anh được. Không. Nếu mà anh không đi làm thì làm gì mà có tiền mà để mà trang trải cho cuộc sống giống hiện tại. Hiện tại. Phải có một cái là nhà Mạnh Thường Quân giúp cho anh là có một cái cuộc sống nó tốt hơn thôi. Tốt hơn ngày xưa. Ngày xưa. Nhưng mà anh cũng vẫn chặt vặt đi mưu sinh. Phải bỏ lần, phải năm. Đó thì mong là cô chú anh chị của mình xem tất cả kênh của mấy anh em á thì hãy thương anh Tiên nhiều hơn. Tại vì những cái số vàng này là vàng giả. Để quay một cái video kỷ niệm cho anh ấy để sau này anh ấy về già để nhìn lại ngày xưa tôi tặng vàng cho bà này nghe vui vẻ này kia. Có một chút gọi là kỷ niệm của chú anh chị. Cái này cũng như là cái ước mơ của anh Tiên hồi đó giờ là không có một cái vàng nào để tặng được vợ hết trơn á. Còn nếu cô chú là mấy anh em là mới là làm lên cái clip này để cho anh Tiên á kỷ niệm cho tặng vợ để sau này á là già rồi không có hối hận. Còn nếu cô chú anh chị nào còn hơn Tiên á thì giúp anh Tiên thực hiện còn hai điều ước nữa. Tiên ước gì thì còn nói luôn đi. Bây giờ còn ước đập xe điện. Đúng rồi. Tủ lạnh hay cửa. Đó, xả trộn vô á. Thứ nhất là ước về xe đạp điện. À xe đạp điện. Thứ hai là tủ lạnh. Tủ lạnh. Thứ ba nữa là làm lại cái cửa bằng trước. Cái cửa kiến. Có chắc ha. Cửa kiến á, cửa kiến nhôm. Anh Tiên nói thì sao mà anh ước hoài đi. Anh nói cái gì lý do sao anh ước hoài đi anh Tiên. Tại chưa đủ, tại trong nhà. Nếu mà ai đủ rồi cho ước mơ làm gì đúng không? Sống rồi có ước mơ đúng không? Những cái này khả năng của anh Tiên cũng không có đáp ứng được. Thì bắt buộc anh có ước mơ thôi. Nếu ngày mai mà anh có tiền thì anh có còn ước mơ hay là anh có còn ấy nữa không anh Tiên? Đi mua sinh nữa không? Có nếu tiền. Ngày mai mà có tiền lớn á, số tiền lớn á thì chúng số đặc biệt rồi đó. À không rồi. Ừ, đúng không? Có tiền hay ước mơ gì được. Đặc biệt tôi đang làm để tập phước cho bà con lại. À, làm phước ha. Tôi trả cái phước lại ha, làm phước lại ha. Làm phước lại. Mọi người cũng phải biết chứ ai mà có tiền đi xè tay mà đi từng chung số là đặc biệt tôi nghĩ rồi ngày đi ha phải đi đi sinh luôn bỏ ngày sinh luôn đi sinh mua sinh luôn ha nói chung thật sự là đáng trách những cái người mà gặp anh mà chửi á khi mà nghe anh nói vậy mấy người đó đáng trách lắm tại vì nhìn cái hình dạng của anh như vậy đó mà người ta còn trách anh được chắc anh đi chắc chắn là kêu đi làm chắc đi ra không làm hộ giặt ngay giặt kìa ảo 10 ký không nổi đi làm hộ đó. Bây giờ này anh Tiên anh cầm lên những cái đó là đưa cho khán giả coi về người ta phán xét cái đó là thiệt hay giả coi cẩn thận luôn coi coi đi thiệt hay giả chưa rồi quăng đùng đùng cái gắt cái cầm ngay đó nghe tiếng rồi tiếng ha nặng kẹo luôn á cái tiếng tẻn tẻn chưa ta nói chợ này vậy cái kia coi dưới đây nè đó nghe chưa nghe tiếng tiếng nặng kẹo luôn á đó nghe chưa mọi người phải biết nếu mà người ta biết vàng á vàng 24 mà để cái bịch nó khác chứ không có kia cái sản cái vậy đâu vàng 24 nó cái kia cái vòng đây cái vòng đây đó nè trời đó cái vàng đó vàng đó rồi nè cái nữa đó ừ ok nè, đó nó sen sen á đó rồi vàng 24 nè đó đó 24 đó không bởi vì bữa hổm anh Tiên anh mua tủ sắt nè ta độn một chiếc nữa ta độn mua tủ sắt nữa hay tủ sắt là đẹp tiền hết tiền chứ cái sắc. Này là vàng phụ kiện để mà mình quay phim gọi là đạo cụ đạo cụ ai muốn vàng thiệt thì lại tôi bán rẻ em kiếm 500 ngàn thôi tôi bán 500 thôi 500 ngàn kêu luôn bán luôn anh đi bây giờ bán liền đi chiều đi ai mà mua món 500 bán luôn đây là những cái đạo cụ mấy anh em đi quay phim cái này là của mấy anh em chứ không phải là của anh Tiên đâu mà anh Tiên dám bán
Đây nè, cái hộp đựng nè. Đem đi rồi ngứa. Cái hộp đựng nè đó. Bây giờ bà con của bác chửi cả chửi. Đừng có giận bà con của bác. Nói câu này giống như là đắc đạo rồi trời. Tại vì mình có tập quyền để cho bà con của bác người ta thương mình đó. Để cho con mắng thì ta giải điếc ha. Con mạnh mà đừng cho bình vậy đó. Công nhận hay giờ anh tiền như thích mình tệ luôn. Ai chửi mình vẫn vui vẻ. Vui vẻ sao chứ vẫn chúc người ta giờ mạnh khỏe đó người ta cho tiền mình. À, quá hay. Rồi anh tiền giờ thành quá trời ra sắc thảo luôn mà. Đi đâu cho bà con của bác thương mình tới đó. Rồi giống như xưa vậy. Nghe bác mình chửi ai chửi nó bô phở. Ăn cái giận hơn cái gì. Không ý là mình không giận á, mô Phật mình chỉ là mô Phật thôi. Để gia đình con trao mình không đừng cho bệnh hết. Giờ... tính ra là anh Tiên ảnh muốn cái gì là ảnh ước cái đó à. Chứ anh không có mà kiểu vòng vo tam quắc ha, kiểu mà bài vẽ làm sao này kia. Hai người ta thực tế, người ta thiệt tình, có thiếu thì ước. Chứ không có kiểu mà giả dối rồi đi vòng vòng mà dẫn mạnh thường quân vòng vòng, nói thẳng. Đó. Ai thương thì cho, không thương thì thôi, vậy đó. Thì sẵn qua đây thì mấy anh em cũng thông báo cho anh một cái tin vui vui chút xíu. Dạ. Là sắp tới mà cái ngày cưới hai vợ chồng sẽ có quà cưới nha. Dạ. Quà cưới. Quà cưới. Sẽ có quà cưới. Có quà cưới luôn. Đó. Còn cái phần sinh lễ là có người lo đó nha. Rồi, phần sinh lễ là có người tài trợ. Trong đó một đồng mà còn có quà nữa. Có quà luôn. Quá dữ. Là vợ anh sẽ được thực hiện ước mơ đó. Cái ngày đó là có quà cưới. Anh cái này là yên tâm cái gì phần sinh lễ là có thông báo tin vui cho anh đó. Rồi sẽ có quà cưới. Có tin vui tới ngày cưới đó lại gì thì tới ngày đó tụi em sẽ bật mí cho anh. Được. Cái đó vẫn còn là bí mật. Chiến nó nhớ đem vàng theo nghe. Không. Sợ rồi. Sợ rồi. Nhắc cái vàng là sợ rồi. Không biết đâu chừng đó vàng thiệt vàng kia là vàng thiệt cái này sao chứ. Không dám đeo. Chắc hay có không đeo luôn hả? Không đeo luôn. Sợ vàng luôn mọi người. Vàng thiệt nó vàng giả không đeo luôn. Sợ cái gì trộn vô. Mình yếu mà mình yếu chân mình yếu. Đồng ta không được. Bây giờ lấy về đi anh ơi, đâu tụi em hồi lấy về chứ đâu có anh đâu mà. Mấy cái phụ kiện này hồi tụi em đem về chứ đâu có để đây, nó vô. Ê, anh Tiên, phe mấy cái này tối ở chợ nó vừa tới đó. Nè, cái biên lai còn 94.000 luôn nè. Biên lai anh Tiên, tập coi biên lai vô tiền. Biên lai vàng rồi có 94.000 rồi đó, coi lấy, đọc quá đơn luôn. Đó, kìa đọc quá đơn anh Tiên. Không biết chữ, không biết ơi. 94.000 tiền lai 94.000 của chú anh chị. Còn quen 94.000 cổ 94.500 đồng nha. Đó thì đây là cái video mà mấy anh em quay để mà đính chính lại cho anh Tiên đó cô chú anh chị. Ảnh thì cũng vẫn như ngày nào thôi, không có vàng bọng gì hết. Còn tiền mà Mạnh Thường Quân cho ảnh để dành cho con cho anh không có gớ vô. Ảnh vẫn đi mua sinh hàng ngày để mà đổi lấy cái tình cảm yêu thương của quý cô chú anh chị cho hàng ngày đó để ảnh mua sinh ăn sống. Mua sinh nhớ bà con quá. Nhớ bà con thế à. Đi đâu là bà con. Rồi cho em hỏi nè là trong 3 ngày Tết Delta đó mà tụi em không chia sẻ cái ngày Tết mà anh ăn Tết làm sao đó. Thì những cái ngày đó anh làm gì anh kể cho bà con nghe coi. Quét nhà, làm gì trong nhà, dọn dẹp trong nhà, gội sơn và đi mua sinh. Mà không có nhà đi mua sinh luôn. Dạ. Hai ngày Tết vẫn đi mua sinh. Dạ kêu ở nhà không? Ở nhà. Và mấy người bà con cô bác sao chú Lùng sao ăn Tết ở nhà không? Nhớ quá. Là, nhớ bà con ha. Nhớ bà con quá. Thiệt không? Những ngày Tết đó bà con ta cũng ở nhà ăn Tết mà đâu ai đi ngoài đường. Có. Đó hả? Ta đi chợ, ta chọn. Đi chợ ha, lúc Tết, đó. Tết mới nhiều. Anh sẵn nói chia sẻ kinh nghiệm là biết sao đi không? Đây bà con về có tiền nhiều phải không? Tết đông người. Tết đông người. Tết đông người. Tiền nhiều. Tiền nhiều. Kinh nghiệm đó rồi. Kinh nghiệm ha. Kinh nghiệm. Mà mấy bữa Tết nhiều hơn mấy bữa thường không? Thường. Nhiều gấp đôi không? Nhiều nhiều được nhiều. Gấp đôi luôn. Gấp đôi, gấp đôi. Là giấu rồi. Đó, không thể nói được. Nghe đâu là cái chị hàng xóm là cho năm xị nè. À, mới cho hồi nãy phải không? Cho hồi tối. Tối rồi. Cho cháu, cho. Rồi. Cho bé đúng nha. Có nhiều người thương anh Tiên lắm. Không phải một người dẫn là một người khác thương người ta. Người này chửi thì có người kia cho. À, vậy đó. Hồi đi mình lịch thưởng chỗ Vinh Cội á, chào A Đậu Đấy Tóc tới rồi, nhắc hai bữa trước là nhắc lâu rồi không thấy, rồi là xuất hiện A Đậu Đấy Tóc lại. Ta nói dù bây giờ hiền vợ đẹp, hôm qua đưa con chúa
nhà sạch sẽ hết trơn vậy đó, nói vậy đó, tiền quá dữ ha, để lại cho con. Sợ sợ dạ. Tôi vàng sợ rồi dẹp luôn đi. Biết sao sợ mọi người già sẽ cây vô á, anh sợ bà con vấn đề hay. Rồi hôm nay anh Tiên cũng đã giải thích rõ ràng rồi đó, mong là cô chú anh chị mình gặp anh Tiên thì đừng có nói nặng nói nhẹ nữa. Còn những cái số vàng này thì mấy anh em sẽ tiếp tục thu gom lại. Ở nhà luôn. Thì chuẩn bị trúng số độc đắc. Đi sớm giống 10 mấy tờ nha. Xem giống. Thì chúng hả? Trúng. Rồi. Nãy đi ngang có thấy sao nãy Hay. Đó tận đó. Trúng hả? Ăn được 10 tờ. Ngươi coi. Sao nãy em nghe đồn là nói anh Tiên trúng số. Trời ơi. Sống số đặc biệt. Vậy là bắn ra đó. Chị chỉ vô. Ừ. Số là đặt nhà, bỏ nhà, xây nhà khác luôn hả? Xây nhà tưởng luôn. Bài trúng số vậy mới được, độc đắc hay là trúng số đầu ra ông đập cái lỗ đó ông nội ơi. Phải nói cho rõ. Trúng số gì? Trúng số ăn ủi. Ủi hả? Ủi 5 triệu ha. 5 triệu. Mà tới 11 tờ là 5 triệu. 500 mấy trừ hết còn 400 mấy. Trừ ra chứ cũng còn 400. Ăn Tết thì trúng số. Ừ, mà nãy em đi ngoài từ ngoài đầu đường rồi nó tung tin số đầu từ đầu đường vô. Người ta đồn quá rồi đồn nói anh chàng lùng 58. Trời ơi, đùa. Hay làm dấu không? Hay dấu. Không có đâu. Thôi thiệt nghe dấu rồi. Mày đâu là nghe tin rồi đó. Hồi nãy bước chạy vô mà có nghe ta xì xào. Quá xá luôn rồi. Không có. Có. Có thì mừng cho anh thôi á. Ồ, có trúng số đặc biệt á. Ồ, giờ này ăn mừng rồi. Ừ. Mày biết đâu lỡ trúng số rồi không cho mấy tụi biết đây. Sao? Hả? Mẹ nuôi. Mẹ nuôi né nghe. Gồm người tụng kinh rồi cúng dạo dịch tùm lum hết trơn mà ngoài đầu ngõ luôn á. Mày đi nhậu á không nhậu á? À mà đi ha. À mày đi nhậu kêu hồi nãy đi hai lần rồi. Do người ta trúng mình không trúng mình buồn mình không có nhậu cái gì. Có lộc luôn mà, có lộc mà, người ta trúng nhân tiên có lộc mà. Có lộc nam sĩ rồi còn gì nữa. Nam sĩ. Rồi. Trời. Có không được nhiêu? Được nam sĩ. Trời, nam sĩ nữa. Cho nhỏ cháu anh Tiên cũng trúng nữa, trúng số đầu được 5 tờ, 5 sĩ số đầu được rồi. Qua đây bình qua bình thường 85 hay 15 00035 quá ngon rồi. Nhớ số luôn, nhớ số. Quá dữ, ta trúng mà anh Tiên nhớ luôn. Ôi vậy đầu tư đi, ngày 5 tờ. Ừ, nghèo á. Thôi vậy tự mở ra bán luôn đi. À, hỏi thiệt nha, đó giờ anh mua vé số mấy lần rồi, nhớ rồi. Lâu rồi. Nhiều lần hay ít lần? Dạ, hành tính là 6 lần 7 lần. Trời, đó giờ 40 năm mua 60 lần vé số mà ha, cũng nhiều dữ rồi. Để đầu tư vô mới được. Mà có khi ông trúng không giấu không ơi? Không, không có giấu. Vậy sao mà bà con mới bước vô cái cổng chùa là bà con nói trời ơi chằn lùng trúng số nữa rồi. Không phải đâu, không có. Đó vậy mới chạy riết vô hỏi thăm anh bằng cho anh mà không biết có hay không nè. À, có đâu. Có thì nói đăng cho bà con với anh em. Coi trúng số á, mười quân anh tát lên luôn. Mời bên quân luôn phải không? Phải 100 mâm luôn ha. 100 mâm luôn á, trúng á, thiệt á. Chúng mình ngủ thì cho ông đại. Cái nào cũng 100 mâm vậy ha. Thấy trung số trung sao vậy thấy người ta hay là trung số mình không trúng buồn quá anh để buồn quá có mua đâu mà buồn có mua không có hả bữa nó mua mấy tấm 2 tấm 3 tấm ừ và mua 2 tấm phải nghe ngày tết đôn ta không hả ngày tết đôn ta luôn vậy ngày qua ngày rồi á là trúng gần đây không cái cũng ra đó tiền luôn anh nó chơi thằng nhỏ đó cái chỗ cái anh đậu xe đó đập đất luôn không à, không ăn ủi
50. Ăn ủi là ở đây là chắc chắn cái cùi đó có đặc biệt rồi. Ăn ủi này là ăn ủi lớn á, lớn á. Đặc biệt ở bên gọi à. Cũng gần đây luôn à, không sao đâu. Cái đó mà chúng độc đắc nghe thì thôi luôn. Không, không. Thì cũng mấy tờ. Mấy tờ. Chắc cầm tiền chắc cầm 2 bộ. Đây đó là xây được thử. Ở đó anh nói là xong là anh đục cái nhà liền mà. Quốc hết đất luôn. À, không, mua nữa. Một căn đây, căn đây. Mua luôn hết. Xây giáp 3 căn luôn ha. Xây 3 căn luôn. Làm xây chục ba tin nữa lên luôn nè. Làm hồ bơi đâu luôn. Hồ bơi đây luôn. Cái máy mà tập khó rồi. Vậy rồi mà bữa nay là bắt đầu mua ngày 5 tấm đi. Đầu tư đi. Anh Tiên cứ việc đầu tư lớn lên. Đó. Cứ mạnh lên. Bén giờ bén không? Giờ mới mua mà. Ví dụ như mình đi mua sinh là mình kiếm được 150.000, mình đầu tư là 5 tấm. Mình là còn 100 thôi. Phải không? Mà hạng lại lại quá vậy. Mà hạng quá 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 giảm. Thì từ đầu tới đây 10 năm xa cũng trúng à. Không tin là không trúng luôn á. Bữa nay mẹ có nhà không Tiên? Mẹ đi nhà anh và anh. Đi nữa hả? Đi công chuyện hay là đi làm cỏ cho chị kia. Bẻ gạo á. Mẹ đi về rồi làm rồi ha. Bữa ăn Tết lớn không? Lớn. Mấy ngày nha. Đi vô chùa hay là mình làm tiệc ở nhà mình ăn? Đi ở nhà đi chùa đó. Cả gia đình 5 người đi luôn. Đi vô chổng rồi mình có cúng tiền cúng vàng. Có mình để tiền để chùa đó. Nhiều. Mình để gì có nhiều. Không có đợt này hỏi anh là đợt này có nhiều rồi đó nhưng mà để anh nhiều. Anh để bao nhiêu? 50% vậy đó. Nhưng mà cuối cùng là 50-200. Nhiều. Nhiều. Tiết lộ. Hôm nay làm ăn được thì phải để nhiều chứ. Mình cho nhiều mình công đức nhiều. Rồi khai luôn. Cho ít rồi, cho nhiều phước nhiều. Có gì đâu mà không dám nói chứ. 50 là 50, mà 100 là 100. Nhiều. 500. 50. 50 rồi, cuối cùng là 50 đúng không? Rồi. Nghe nói Tết anh vẫn đi mua sinh đó anh Tiên. Tết từ ngày 28, 29 đi. Đi hàng đó. Rồi nó đi 28 đi Long Phú. Mua sinh được đà đỡ. Hay đó, người ta cho nhiều ha. Người ta nói, người ta chửi quá, chửi. Ta giảm quá chửi rồi. Nói ông chủ rồi. Có giải hết không? Giải hết vàng giả không? Nói hình giả ra không tin. Không tin luôn hả? Rồi. Ta chửi làm sao có nhà cửa có tiền làm sao ở nhà còn đi mua sinh nữa ta nó không phải tiền phải để cho con mà mua sinh này ăn mỗi ngày cho con đi học mỗi ngày đó đó bây giờ nhỏ thứ ba xe hư nó chưa sửa nó cho xe nó hư rồi xe hư rồi xe hư rồi bị gì bị còn đạp phải làm sao vậy còn sửa cho đạp đi không được đã không đi hay gì? Đạp. Hay là kẹt sơn. Sơn. Anh sửa đi. Không biết. Sao nó lúc trước anh có đi học rồi hỏi xíu xe gì? Không, không xe. Sửa ống nước với sửa điện à? Sửa. Ông Tiên rồi làm nghề thông ống nước giỏi lắm. Ống nước hay sửa điện, sửa nhạc trong đó ha. Nhạc cống này ha, thông. Thông sửa ống nước, sửa điện, sửa điện thoại. Ghê vậy? Chỉnh điện thoại cho anh ta đó. Em luôn thông cống á. Cống là bị nghẹt cái mình thông cho nó nứt nó chảy qua. Đi người ta nói sao đeo vàng quá dữ rồi. Ta vàng cho vợ đó. Phụt bữa nè. Mình cứ nói là mình có vàng thì mình cho vợ, mình đeo vàng cho vợ đâu chứ gì đâu, mình sợ anh Tiến. Nói thẳng ra là vàng là tôi cất trong mà nhà tôi là ký ký luôn đó. Bây giờ anh Tiến nói đi, nói ai muốn mấy cái vàng này em lại đây em cho. Không phải dằn thiệt mà sợ gì? Sợ mấy người trộm. Trộm ăn nữa. Anh không nói gì cho mà cái nhà vệ sinh tôi là tôi cất vàng ký ký trong đó. Ngày nào tôi cũng gom vô đó. Ai muốn thì tôi lại nhà tôi cho vài ký. Tôi nói thẳng với khán giả đi là ai nói tôi có nhiều vàng thì đây là tôi dẫn về nhà tôi cất vô đó dưới hầm đó. Giờ chết vàng ở nguồn á. Ở dưới hầm đó. Đi hầm đây vô xuống đi. Đó là kêu bằng cái gì kho báo rồi. Kho báo. Rồi ruộng đó nha. Còn cái đây là nhà băng mới làm. Nhà băng làm.
Hồi bà thấy bà ở Cần Thơ mê phải không? Bà ở bà Cần Thơ có một bà quay á phải. Có đâu. Bà đi lạc cái ha. Bà đi lạc không mấy người. Bà lạc đúng, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nói đầu tiên là phiền bà. Phiền bà. Là phiền bà. À phiền bà. Bà gần Campuchia. Ừ. Tại anh Chanh không biết. Anh hiểu không? Hiểu. Ủa sao anh Chanh cũng người dân tộc mà sao không hiểu tiếng đó? Tại đâu bạn Chanh hiểu. Hỏi có anh hỏi quay bạn làm gì? Thiện bạn làm gì tôi? Bà ở đây. Ở nhà bà ở đây ha. Ở đây đó. Nói vậy đó. Anh Chanh không, ông Chanh không biết hả? Không hiểu. Ừ. Không điện thoại qua nói với em mình nói là em không hiểu để anh phiên dịch cho. Tại ở đó không ở nhà đi mua sinh. Đó đi mua sinh được không? À, đi về coi lại mới biết ha. À, coi TV thấy hiểu. Buồn không? Buồn không? Hả? Buồn em Chanh là tại sao mà không giải thích cặn kẽ. Để đây tôi nôn nóng quá chứ. Về coi tức quá luôn ha. Ý là bữa đó mấy em cũng tính là điện cho anh đó mà nghĩ nhiều khi anh đi mua sinh đó. Không có điện thoại rồi. Điện vợ nó. Vợ nó bực hả? Dạ. Vợ hiểu không? Dạ không hiểu. Bà ngồi cái ghế này không phải không? Ờ đúng rồi, mới ngồi cái đá đó. Có một áo bự vậy nè. Ừ, em à, em quay đó. Nhà đó anh nhà. Có cu mang bả về đây nuôi không? Không. Có đem bả về đây mà là thêm là một bà nữa đi. Ừ, không. Sao? Không. Không được. Thì một bà lo cho một đứa, còn là bà đưa hai đứa. Sợ lớp nhà. Có thì đâu bình thường. À, ở bên nhà. Vậy đây họ hỏi với chị Quyền coi chị chịu không? Đây gì? Là sao đó, anh nói lại coi sao mà chưa? Người ta la bé nhỏ khóc được hả anh Tiên? Anh đi mưu sinh rồi người ta nói gì mà bé Quyền à? Bé Quyền khóc vậy? Nói sao anh mà khóc vậy? Thấy cha tiền nhiều lắm, có cái nhà dàn dạ. À. Ta nói gì? Nó lớn lắm. Ta chửi sao mày có tiền có vàng quá dữ mày lại đi mua sinh hay con. Anh có hỏi là cô bác nói thiệt hay nói chơi không? Nói thiệt á. Nói thiệt mới khóc không? Chắc nói nặng lắm mới khóc chứ. Ở bác tiếng không anh Tiên? Liếng. Nói sao từng lần mày có tiền mày ở nhà mày lại nhà làm gì đó. Đồ TikTok đó nữa. Ta nói với con anh hay là nói với anh? Hai người cha. Hai người luôn hả? Chỉ thẳng mặt luôn ha. Mấy không. Người nói? Nhiều lớn lắm, không phải một người đâu. Trời ơi. Đi ngang ghé nói, đi ngang ghé nói ha. Đợi xe mình ngồi đây nó nói. Đứng nói. Chỉ chỗ rồi không? Mình chửi. Nói mày giàu đeo vàng nhóc chân à, còn đi mưu sinh nữa. À còn đi mưu sinh nữa. Có nhà cửa, có nhà, nhà nước cho thôi. Đó, mà thằng Quân có lau cá cặp, có lụm mái che. Đó là cái bát thôi. Đó. Ở trong nhà có gì đâu. Đó. Xe của anh. Ủa tiền nhiều mà anh Thường Quân giúp cho anh thì để anh để cho con anh đi học thôi chứ còn anh đem ra xài mấy mốt mà con anh sẽ làm sao? Nói chung là vàng là vàng giáo chị ơi. Nói vậy đó, nói vậy. Đó là chỉ là đóng phim thôi, dàn giả chứ không có dàn thiệt. Đó là mình cũng làm một cái gì đó vui vui để tặng cô chú anh chị trong lúc mà rảnh rỗi mình xem để xả chết thôi. Chứ anh Tiên nào mà có dàn như vậy mọi người. Phần cuối cái clip mà là anh em chúng ta nói rõ. Như giữa, nó dàn giả rồi. Đó là cô bác anh chị nên cân nhắc là xem hết video rồi hả bình luận nhé. Hết nó. Tại người ta nói là cả. Không có dặn, không có bỏ. Không dặn ha. Thôi Tiên bởi vì trẻ hoài, khỏe, trẻ. Đừng đi dặn. Đừng dặn là dặn khỏe, trẻ. Dặn làm chi. Vui vẻ thôi. Giờ mình vui à. Vui thì mình hát bài nghe chơi. Có nhà gì được một cái. Có mấy tre, có nhà, có tường đá gì. Còn người này không cho, người khác cho. Đúng không? Không phải một người đâu, ngàn người. Không phải một người đâu. Ai hiểu anh Tiên thì dặn cho anh Tiên như xưa thôi chú anh chị. Thấy anh Toàn Nghiệp bé Toàn Nghiệp Nguyên ha. Là Nguyên khóc luôn. Khóc luôn. Khóc trong mà mốt nó nghỉ đi mua sinh chung với anh luôn quá. Không, đi. Đi á. Anh qua nó muốn đi tại nó đi học á. Nên đi học. Thế thì sao Toàn Nghiệp nó dắt đồ nặng gạo bánh
chắc thấy. Vậy là cuối cùng là cũng có nhiều bà con cho như tiền bình thường rồi, bình thường quà đem về đi ha. Thì chúng hai thằng chúng hai thằng thì đó ha, ủi ha, quá dữ thôi là ở đây. Đây chúng ăn ủi quá trời luôn mà. Rồi, tiếp chuyện đây đi nha. Tiếp câu chuyện rồi.